vừa rồi con có đọc một bản kinh vô rút xá bài kinh phân chia bốn giai cấp chủng tộc ở Ấn Độ nhưng con nhận thấy Đức Phật cũng chia ra nhiều tầng bậc khác nhau từ phàm phu cho đến trời thiên Bồ Tát Thanh Văn Vân Vân vậy nên mình nhìn vậy nên nhìn đó dưới góc độ nào đó có phải là một cuộc cách mạng mang tính chính trị không giống như lật đổ hệ thống sai lầm. Thì ảnh hưởng đến bao nhiêu thế lực lợi ích trong xã hội Ấn Độ thì lúc bây giờ. Ừ. cái kinh này đó. Cái này là cái 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 cái, cái này là kinh Búruṣa của ấn giáo nha, của ấn giáo chứ không phải của phật giáo nha, sư mở để, để quý vị tránh hiểu lầm là cái kinh này của đạo Phật thì nó không phải, ừ, không phải. thì nói về các cái giai cấp ở trong phật giáo đó. thì uh, sư có cái lời đề nghị là quý vị uh, xem cái bài kinh uh, Mathura à, cũng uh, cũng trong cái trang là Sutasencho đấy. Đây cũng cái trang Sutasencho đấy ha. Để tìm gõ cái tên bài kinh này. Ở cái bài kinh này uh, thì uh, cũng có nói về bốn uh, cái giai cấp ở trong xã hội ấn độ lúc bây giờ cụ thể là đức phật hỏi như thế này đức phật hỏi như thế này là bây giờ có bốn giai cấp à, bà la môn à, Sát đế lỵ à, phú thương và nô lệ thì bây giờ đó đức phật hỏi dần bây giờ một cái người giai cấp à, Sát đế lỵ mà giàu có thì có thể dùng tiền để thuê cái người bà la môn làm việc cho mình thuê người thương nhân làm việc cho mình thuê người nô lệ làm việc cho mình được không thì người nghe đó trả lời là có đức vua như cái này là vua phải không ta à vua đúng rồi vua nhà vua đó mới trả lời là vâng đúng vậy bạch thế tôn đức, đức phật hỏi dần hỏi cho đến cái vật nói là cho đến cái người thuộc giai cấp mà nô lệ đó mà nếu như họ giàu á, họ có tiền á, thì họ có thể thuê một cái người sắc đế lị một người bà la môn một người phú thương mà làm việc cho mình hay không thì nhà vua nói dạ được chỉ miễn sao có tiền thôi đấy thì à, như vậy thì nhà vua phải đồng ý với đức thế tôn đó là ở đây là như nhau bốn giai cấp là như nhau chứ không có khác nhau. Ừ. Rồi Đức, Đức Phật lại hỏi đó là nếu như mà một người à, sát đế lị mà bị à, bị bắt vì cái tội trộm cắp thì bây giờ đó nhà vua sẽ gọi họ là một người sát đế lị hay là gọi tên là tên ăn trộm thì nhà vua mới nói là bạch ngài là con sẽ gọi họ bằng tên ăn trộm tương tự như vậy một vị bà la môn một vị thương nhân một một cái người dây à, à, cấp à, nô lệ á, mà phạm cái tội trộm cắp thì vẫn phải kêu họ là tên ăn trộm thôi cho nên là cái đó xét về cái mặt tạo ác nghiệp á, là họ tương đồng nha rồi khi mà cái quả chỗ họ đi địa ngục thì bốn giai cấp thì đều đi địa ngục như nhau cho nên nó là tương đồng rồi khi họ làm thiện thì bốn giai cấp đều sanh thiên như nhau cho nên cái quả là tương đồng ừ, cho nên bốn giai cấp cũng là tương đồng cho đến cuối cùng đức phật hỏi đó bốn à, người này đó khi mà họ xuất gia sống đời sống không nhà à, thì nhà vua có đảnh lễ hay không thì nhà vua vẫn nói là bạch ngài con sẽ đánh lễ hết dù cho là uh, giai cấp chiến sĩ uh, bà la môn uh, thương nhân hay là nô lệ mà đã xuất gia thì con đều đánh lễ hết thì như vậy đó uh, là cái giai cấp đó là tương đồng uhm. nói như vậy đó nói như vậy thì đức thế tôn chia giai cấp là chia theo cái nào thứ nhất là ngài phân ngày phân chia chúng sanh theo nghiệp nha tức là gì chúng sanh làm các ác nghiệp chúng sanh làm các thiện nghiệp chúng sanh làm các thiện dục giới chúng sanh làm các thiện sắc giới chúng sanh làm các thiện vô sắc giới và chúng sanh làm các thiện siêu thế nha cho nên ấy, là ngài phân chúng sanh theo nghiệp ừ cái đó nó quan trọng hơn là mình phân theo cái quan điểm xã hội ừ. cái thứ hai là ngài phân chúng sanh theo phiền não nha à, ví dụ như à, chúng sanh à, tạo các cái ác nghiệp à, thì họ có nhiều phiền não hơn là chúng sanh giữ giới giữ năm giới ừ. À, rồi chúng sanh phàm phu á thì nhiều phiền não hơn à, những cái người chưa xuất à, là những cái vị mà chưa có à, chứng thánh á, là nhiều phiền não hơn là những cái bậc thánh nha à, bậc thánh thấp thì nhiều phiền não hơn thánh bậc cao đấy cho nên á, là phân chia theo phiền não nha à, chúng sanh càng thanh tịnh thì càng ở giai cấp trên và càng xứng đáng để giai cấp ở dưới đó đảnh lễ cúng dừng nha. À, đấy, đó là cái sự uh, phân chia của Đức Thế Tôn. Ngoài ra thì còn có những cái ví dụ như phân chia thế giới hạnh đấy. Cái người ác, người phá giới thì không bằng người có giới. Mà giữ người giữ năm giới thì không bằng người giữ tám giới. Người giữ tám giới không bằng một vị xuất gia. Một vị phàm à, tăng thì không bằng một vị thánh sơ quả. À, rồi vị thánh sơ quả không bằng vị thánh nhị quả cho đến trên. Là xét về cái giới hạnh. Đó là những cái sự phân chia của Đức Thế Tôn. Khi Ngài xuất hiện ở thế gian. Phải nói là Ngài định nghĩa lại hết. Định nghĩa lại hết à, những cái mà quan điểm sư giờ của chúng sanh tuy nhiên uh, sau khi đức thế tôn nhập niết bàn rồi phật giáo không còn tồn tại ở một số nơi thì họ lại quay trở lại như cũ thôi và ngay cả vào thời đức phật thì các cái giai cấp vẫn tồn tại chứ đức phật không có phá hay đã xích gì ai hết trơn mà theo như lời của đức thế tôn tức là gì như lai không có tranh luận với ai nha không có tấn công ai mà chỉ à, như lai không có tranh luận với đời mà chỉ có đời đó tranh luận với như lai nha, đức phật không có tranh luận với ai ngài không có đã phá bất kỳ một cái tầng lớp xã hội nào ngài không có ngài không có à, chỉ có thiên hạ tới tranh luận đã phá ngài thì có có gì thôi chứ ngày thì ngày uh, một cuộc cách mạng mang tính chính trị xin thưa ngài không có làm chính trị nha ngài không có làm chính trị ừ. và ngài cũng không có gây ảnh hưởng đến thế lực lợi ích nào ở trong xã hội ấn độ nhớ dùm nha ngài không gây ảnh hưởng đến thế lực lợi ích nào ở trong xã hội ấn độ mang cái tính mang tính chính trị ăn tính chính trị do giai cấp chủng tộc thì không có nha không có không có, bởi vì uh, ngài dung hòa hết, dung hòa hết và ngài không có chủ động tấn công ai à, tức bất kỳ một cái giai cấp nào ha đi đến xuất gia nơi Đức Thế Tôn thì ngài đều ngài đều cho họ cái sự mát lành của giáo pháp và đều giúp họ đi lên chứ còn mà không có cái vụ mà đấu tranh giai cấp gì ở đây hết trơn nha nói nghe nó kỳ phật giáo là tránh cái vụ mà chính trị